Xin chào các bạn. Sau đây Tăng Alex đứng tại vị trí chỗ ngôi mộ của Hàng Bạc Tử. Thì xung quanh cái khu vực của ngôi mộ của Hàng Bạc Tử có nhiều bông hoa và cây cối khá là đẹp các bạn. Đó. Thì sau đây Tăng Alex sẽ điểm qua một số cái vị trí khá là đẹp tại xung quanh cái ngôi mộ của Hàng Bạc Tử. Các bạn thấy đây là khu vực ngôi mộ của Hàng Bạc Tử, các bạn thấy rồi đó. Cứ hàng ngày hàng năm thì khách du lịch ở phương xa đến tại vị trí ngôi mộ của Hàng Bạc Tử là thắp hương cho nhà thơ Hàng Bạc Tử. Thì các bạn biết rồi, nhà thơ Hàng Bạc Tử sinh năm 1912 và mất năm 1940 khi nhà thơ có tròn 28 tuổi. Đây là ngôi mộ của Hàng Bạc Tử. Trước ngôi mộ của Hàng Bạc Tử là có nhiều cái bông hoa khá là đẹp các bạn. Đẹp. Nên là khách du lịch đến đây hay chụp ảnh. Đó, các bạn thấy. Cái bông đó khá là đẹp. Đây các bạn, đây là ngôi mộ của Hàng Bạc Tử. Sau ngôi mộ của Hàng Bạc Tử có nhiều cái cây rất là đẹp. Ở đây thì có cây trúc khá là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là gió rồi hàng ngày rồi những cái cây khá là đẹp. Ngôi mộ của Hàng Bạc Tử là hướng ra biển, khá là đẹp các bạn. Và ở dưới khu vực bên trong là có bãi tắm hoàng hậu, bãi trứng và có một số cái gian hàng người ta có quà lưu niệm. Đấy, nên là khách du lịch là hay đến Quy Nhơn chụp ảnh và mua cái hàng lưu niệm ở nơi gần đó và khá là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy cái đường đi vào sâu bên trong đó, và đi sâu và đi lọt qua phía bên kia, nói chung là đều thông đường hết. Đấy, đẹp lắm các bạn. Lên đây là khá là yên tĩnh, có bạn bè là người thân yêu là lên đây chụp ảnh là khá là lý tưởng các bạn. Đó, và phía bên bên kia là các cái nhà cao tầng của thành phố Quy Nhơn, và ở dưới xa đó là có mấy cái gian hàng nhỏ để người ta bán cái hàng lưu niệm và có một số bài thơ về Hàng Bạc Tử. Đó. Phía bên cái biển bên kia là các cái nhà cao tầng của thành phố Quy Nhơn. Đấy, thành phố Quy Nhơn này rất là phát triển các bạn, đấy, khá là đẹp. Nên là Tăng Alex là rất là thích cái cảnh quan ở thành phố Quy Nhơn. Nên là Tăng Alex thì lần đầu đặt chân đến thành phố Quy Nhơn, cũng đã đi nhiều nơi ở thành phố Quy Nhơn và các cái tỉnh khác, nhưng mà Tăng Alex rất là yêu thích cái cảnh quan, đặc biệt là cái khu vực gần tráng có nhà thơ Hàng Bạc Tử. Thì Tăng Alex rất là yêu thích. Nên là trong cái thời gian tiếp theo thì Tăng Alex sẽ cố gắng và đi các cái nơi khác mà Tăng Alex biết, thì Tăng Alex sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều cái cảnh quan nữa. Chủ yếu là Tăng Alex là hát không, chứ còn Tăng Alex chỉ biết là Tăng Alex chỉ giới thiệu cho các bạn biết. Thì sau đây thì trên kênh YouTube của Tăng Alex không có gì hơn, thì xin chào tạm biệt các bạn.